Sau 2 năm sử dụng hai chiếc iPad để vẽ thì đây là một số điểm khác biệt giữa hai chiếc iPad dành cho những ai quan tâm đến việc nên mua iPad gì để vẽ. Hello mọi người, Mibo đây. Đây là iPad Pro M1 12,9 inch rất to và iPad Gen 8 10,2 inch rất nhỏ. Cũng là iPad nhưng mà lại phải dùng hai em Apple Pencil khác nhau. Gen 8 thì dùng Pencil 1 có thể sạc trực tiếp vào máy, có ngòi sơ cua và có báo pin yếu khi còn 20% pin. Còn iPad Pro thì phải dùng Pencil 2 hít trực tiếp vào cạnh máy để sạc rất tiện. Nhưng mà mua bút Pencil 2 thì không có ngòi sơ cua đi kèm đâu và cũng không có báo pin yếu khi mà gần hết pin luôn. Cùng là một bức tranh thì mình sẽ để ở cả hai bên để mọi người thấy rõ nhất nhá. Máy to thì đương nhiên là dễ vẽ hơn bởi vì khoảng trống rộng thênh thang, còn máy nhỏ thì tay của mình đã hết nửa cái màn hình luôn rồi. Và đây là điều mà mọi người quan tâm nhất, nếu như cùng vẽ một kích thước ở trên iPad đắt hơn thì lại có lợi hơn ở chỗ nào. Mình sẽ cùng chọn một kích thước A4 thì bên iPad Pro sẽ vẽ được 116 layer, còn iPad Gen 8 thì chỉ vẽ được có 26 layer thôi. Nếu mọi người mua iPad để vẽ mà điều kiện kinh tế không nhiều thì mua giống iPad Gen cũng được, nhưng mà phải mua dung lượng cao nhá. Trước mình mua có 32GB cho iPad nhỏ thôi, nghĩ là cũng chỉ dùng để vẽ, vừa vẽ vừa dòm khổ lắm.